Chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên đề luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trên thế giới thì việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương pháp trọng tài hoặc hòa giải thương mại đã khá phổ biến, còn ở Việt Nam hầu như rất ít được áp dụng và thậm chí hòa giải thương mại mới chỉ được xem để trở thành một chế định trong tố tụng dân sự của Bộ luật dân sự 2015 và xây dựng trong dự thảo nghị định về hòa giải thương mại. Vậy ưu điểm và nhược điểm của chế định này trong pháp luật Việt Nam sẽ là gì? Và làm thế nào có thể tối ưu hóa chế định hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho nhà nước và công dân, giảm bớt thời gian tố tụng kéo dài, vừa giải quyết triệt để các mâu thuẫn giữa các đương sự? Nội dung trên sẽ có trong chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề hòa giải trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập thì trên thế giới, giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương pháp trọng tài hoặc hòa giải thương mại đã khá phổ biến, còn ở Việt Nam hầu như rất ít được áp dụng. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa coi hòa giải thương mại là một hoạt động dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp nên chưa sử dụng rộng rãi phương thức này. Mời quý vị đến với phóng sự ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Hòa giải là một chế định quan trọng trong tố tụng dân sự, là hoạt động do tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự. Việc hòa giải có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho nhà nước và công dân, giảm bớt giai đoạn tố tụng kéo dài, vừa giải quyết triệt để các mâu thuẫn giữa các đương sự. Do đó, nếu chế định hòa giải không được quan tâm trong việc giải quyết vụ án dân sự, thì quyền lợi và lợi ích của các bên đương sự sẽ không được đảm bảo. Tuy nhiên, theo kết quả của một cuộc khảo sát do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thực hiện, với hơn 350 doanh nghiệp ở cả hai miền Bắc và Nam, cho thấy 81% doanh nghiệp trả lời chưa từng tham gia hòa giải. 70% doanh nghiệp không hề quen thuộc hoặc chưa đủ quen thuộc với quy trình hòa giải. Thực tiễn áp dụng cái hòa giải thương mại hiện nay trên thực tế thì còn rất là ít. Cụ thể là ở Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho từ năm 2007 đến nay thì có hai cái hình thức hòa giải. Thứ nhất là hình thức hòa giải bên ngoài tố tụng, tức là hòa giải độc lập. Thì trong số 5 vụ thì có 3 vụ, theo quan sát của chúng tôi là 3 vụ hòa giải độc lập mà đã thành công. Tuy nhiên, nếu mà xét về các cái hoạt động hòa giải bên trong quá trình tố tụng, tức là kết hợp hòa giải với tố tụng trọng tài, thì có thể nói rằng là cái hoạt động hòa giải ấy thì được thực hiện một cách khá là thường xuyên liên tục. Và nếu mà xét về con số thì giả sử như năm 2015, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam xét xử 145 vụ thì có hơn một chục vụ sẽ được giải quyết bằng con đường hòa giải trong quá trình tố tụng trọng tài. Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến và phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế mới chỉ có rất ít các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng phương thức hòa giải để giải quyết các tranh chấp. Còn lại phần lớn doanh nghiệp chưa coi hòa giải thương mại là một hoạt động dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp nên chưa sử dụng rộng rãi phương thức này. Và hiện tại thì hòa giải thương mại đang là cái con số rất khiêm tốn. Bức tranh của chúng ta là nhìn theo thống kê đấy, như là VIAC thì từ năm 2007 đến nay thì một cái trung tâm trọng tài quốc tế lớn nhất ở Việt Nam mà giải quyết được 5 vụ hòa giải thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là con số rất khiêm tốn, và là cái đánh giá việc hòa giải là hiện tại là chưa có khung pháp lý rõ ràng, và cái việc là sự hòa giải trong thương mại là rất khiêm tốn. Rõ ràng, với con số hơn 10 trung tâm trọng tài đang hoạt động, và ngay cả Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là trung tâm hòa giải chuyên nghiệp và lớn nhất cả nước, bắt đầu cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp từ năm 2007, nhưng đến nay mới chỉ có 5 vụ được thực hiện. Có thể thấy, hòa giải thương mại vẫn còn là một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Nhìn vào thực tế áp dụng phương thức hòa giải thương mại ở Việt Nam, người ta hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi và hoài nghi vì sao một hình thức phổ biến trên thế giới như vậy lại ít được biết đến ở Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc sử dụng chế định này với bối cảnh kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam. Thứ nhất, phải kể đến sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương. Tôi nghĩ rằng là trước hết là ở Việt Nam thì cũng tùy những vùng miền khác nhau, phụ thuộc vào cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nên là những cái giao lưu kinh tế quốc tế chưa nhiều. Và hơn nữa là cái công tác tuyên truyền pháp luật cũng như là cái tiếp cận pháp luật quốc tế nước ngoài của các doanh nghiệp cũng như là
của các bên có liên quan cũng chưa phổ biến và nhận thức về cái vấn đề này chưa được sâu rộng, cho nên là có thể là người ta vẫn còn e ngại. Nhận thức, thói quen và hiểu biết pháp luật của các doanh nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế của việc áp dụng chế định hòa giải thương mại ở Việt Nam. Thực tiếp hiện nay là doanh nghiệp của tôi cũng vướng nhiều, nhưng mà thường là tự doanh nghiệp giải quyết chứ chưa có sự can thiệp của quản lý nhà nước cũng như các cơ quan hữu quan. Thực ra mà nói thì thế này, hiện nay ấy, thì chúng tôi thấy có một số trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi có một cái hiện tượng như này này. Phần lớn những doanh nghiệp Việt Nam khi mà ký kết với nước ngoài, ký kết hợp đồng kinh tế với nước ngoài thì hay sử dụng luật nước ngoài điều chỉnh. Và cái điều đấy làm cho đôi khi họ sử dụng như vậy thì gần như là một cái thói quen hoặc là theo yêu cầu của phía bên đối tác nước ngoài. Nhưng mà trên thực tế chưa chắc họ đã hiểu về những cái luật đó. Ở Việt Nam ấy thì người ta thông thường từ trước đến nay người ta quan tâm tới cái tính chính thức của một cái phương pháp giải quyết tranh chấp. Và nếu như mà giải quyết tranh chấp tại tòa án có trọng tài thì người ta có thể thấy được là họ kết quả giải quyết tranh chấp ấy có vẻ như nó mang có tính hiệu lực, nó có cái giá trị áp dụng trong thực tiễn. Thế còn hòa giải thì khi mà người ta chưa hiểu nó thì người ta cứ nghĩ rằng là cái hòa giải đó nó chỉ mang chất khuyến nghị, và chính vì cái sự hiểu biết nó chưa thật đầy đủ như thế cho nên người ta chưa mạnh dạn để sử dụng nó trong cộng đồng kinh doanh, mặc dù là rất nhiều vụ tranh chấp có thể có khả năng giải quyết bằng con đường hòa giải. Cái việc là chi phí trong việc sử dụng hòa giải thương mại đây là cũng, tôi cho rằng là cũng đấy là một khoản chi phí cũng tương đối lớn so với các cái phương thức giải quyết khác như ở tòa án, như ở trọng tài. Chi phí hòa giải thì chúng ta có thể hòa giải, đây là một cái đơn vị trung gian hòa giải, là một cái đơn vị kinh doanh có lợi nhuận, cho nên là họ đưa ra những cái mức phí là có thể là họ căn cứ trên những cái giá trị tranh chấp để họ đưa ra mức phí, và lúc đấy thì cái chi phí của doanh nghiệp là sẽ bị đội lên. Và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đó là việc quy định pháp luật hiện hành mới chỉ ghi nhận các nguyên tắc chung về việc các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, mà chưa có những quy định cụ thể trong tố tụng dân sự ở Việt Nam. Do vậy, doanh nghiệp và bản thân các cơ quan có thẩm quyền cũng không có được khung nền cơ bản để áp dụng chế định này trong thực tiễn. Thực ra thì cái số doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng cái phương pháp hòa giải ấy, thì rất là hạn chế. Lý do chủ yếu ở đây là trước hết là không có cái hay là chưa có cái khung pháp lý cho cái việc hòa giải. Thì mãi đến năm 2013, mãi đến năm 2015 thì chúng ta mới có đưa vào trong cái bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bây giờ là luật số 92 đó. Và vì vậy cho nên nếu mà thiếu cái căn cứ pháp lý thì người ta cũng không biết đặt niềm tin vào đâu. Liên quan đến cái việc là cái phán quyết của bên các cái quyết định công nhận hòa giải hành ấy thì nó cũng không có hiệu lực, cũng không có giá trị đối với các bên khi một bên mà đã chây không thực hiện. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng đơn vị trung gian này, biên bản hòa giải đấy hoặc quyết định hòa giải đấy thành rồi thì liệu bên một bên có được quyền khởi kiện không? Đấy, hoàn toàn được quyền khởi kiện cũng như được quyền đưa ra các cơ quan tài phán khác. Thì như thế thì hòa giải đôi khi nếu đối với những người có thiện chí, những bên có thiện chí, các chủ thể có thiện chí thì không sao. Một bên đã không có thiện chí thì sự giá trị của quyết định hòa giải đấy là mình phải xem xét lại. Nó sẽ gặp khó khăn ở chỗ là thí dụ hòa giải ngoài tòa. Vậy thì cái người hòa tòa ấy, nếu như trong trường hợp họ tự hòa giải với nhau rất có thể có những cái vấn đề về mặt pháp luật. Vì vì cái nhận thức pháp luật của ở Việt Nam nhìn chung mà nói là nó chưa được cao. Nó chưa được cao. Và vì thế cho nên là rất có thể trong cái lúc họ hòa giải thì những cái chế định pháp luật mà nó rất là quan trọng, nó có thể là họ cũng chưa ý thức được hết được, cho nên là rất có thể là sẽ được không có nhận được cái việc đó, thì nó có trái những nguyên tắc cơ bản rồi nó trái điều cấm, nó vi phạm điều cấm chẳng hạn, thì rất có thể là nó sẽ có những cái mà làm cho đấy là việc khó khăn. Tuy còn nhiều hạn chế như vậy, song cũng có đến 78% số doanh nghiệp trong cuộc khảo sát nêu trên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam trả lời thể hiện sự quan tâm đến việc thử sử dụng hòa giải đối với các tranh chấp kinh doanh. Như vậy, hoàn toàn có cơ sở và niềm tin vào việc nếu có một khung pháp lý cụ thể, một sự tuyên truyền hợp lý, thì hòa giải thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay.
Rõ ràng với những con số thống kê rất khiêm tốn mà chúng tôi có được về thực tiễn áp dụng chế định hòa giải thương mại ở Việt Nam và với những ưu điểm mà phương thức này đem lại trong giải quyết các tranh chấp thương mại, thì câu hỏi đặt ra là trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, hòa giải thương mại có cần sớm được tối ưu hóa ở Việt Nam hay không? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Mặc dù còn nhiều hạn chế và vướng mắc trong việc áp dụng phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam, nhưng có thể khẳng định, việc cần phải có quy định cụ thể trong pháp luật về chế định này là hoàn toàn có định hướng và chủ trương. Đối với cái việc mà tòa án công nhận cái hòa giải thành ở ngoài tòa án, thì phải nói đây là một cái chế định hoàn toàn mới. Mà trước đây thì Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 204 là sửa đổi năm 2011 là chưa có quy định. Sở dĩ lần này mà bổ sung cái là chế định này vào trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nó là nhằm để thể hiện cái của thể chế hóa cái đường lối cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, là tăng cường cái việc là hòa giải là trong nhân dân và tòa án là bằng là hỗ trợ bằng cái quyết định công nhận của tòa án. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những ưu điểm mà phương thức hòa giải thương mại có thể đem lại cho các doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp, một vấn đề không thể tránh khỏi trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Thì tôi cho rằng những cái lợi ích nhất định liên quan đến hòa giải thương mại có thể là những cái lợi ích có thể là rất nhấn mạnh một số lợi ích như là thứ nhất là cái chủ động liên quan chủ động các doanh nghiệp được chủ động lựa chọn những cái bên trung gian đấy, là cũng như cơ quan trọng tài thì được quyền lựa chọn thì những cái đơn vị như thế thì sẽ có một cái lợi ích là tạo ra cho cái lợi thế cho mình chủ động về mặt thời gian cũng như là về mặt con người đấy là thứ hai nữa liên quan đến bí mật thì hòa giải đối với cơ quan tòa án thì hoặc là cơ quan trọng tài có thể xét xử có thể là giải quyết công khai các phương tiện đại chúng có thể vào nhưng mà đối với cái việc hòa giải này chỉ có hai bên biết với nhau hoặc là một bên thứ ba đấy là trọng tài thì đấy là nguyên tắc giữ bí mật trong kinh doanh cũng là một cái điểm ưu thế đối với các doanh nghiệp. Có lẽ cái ưu điểm đầu tiên là nó đem lại cái sự linh hoạt cho các bên tranh chấp. Bởi vì nếu mà các bên tranh chấp đưa cái tranh chấp của mình ra giải quyết bằng con đường tòa án hay bằng con đường trọng tài thì cũng phải trải qua một cái quá trình tố tụng đòi hỏi phải tuân thủ các quy định của tòa án hoặc trọng tài. Thế nhưng mà đối với hòa giải thì mặc dù là chúng ta chưa có cái nghị định về hòa giải nhưng mà cái thủ tục về hòa giải thì nó tương đối là linh hoạt bởi vì nó được coi là một cái loại thủ tục mà bên ngoài tố tụng. Và một cái ưu điểm thứ hai nữa là do nó là những cái hoạt động được tiến hành bên ngoài tố tụng, vì vậy cho nên các bên thấy rằng nó gần gũi hơn, thân thiện hơn và dễ có cái định hướng để có thể tìm được giải pháp. Và vấn đề đặt ra là làm thế nào để lấy được lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp? Cũng phải nói rằng về vấn đề cái việc đổi mới cải cách là hệ thống pháp luật nói chung, về quá trình cải cách tư pháp thì phải nói đây là một cái quá trình mà trên cơ sở chúng ta đó là từ đó là cái đó là thực tiễn của cái hoạt động tư pháp ở Việt Nam và tiếp thu một cách có chọn lọc của hệ thống tư pháp của các nước trên là kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Thì vừa qua chúng ta thấy đây là những cái điểm mà nó mới, nó phù hợp thì chúng ta mới áp dụng. Tôi nghĩ rằng là cái tiếp cận pháp luật và cái nhận thức pháp luật cũng như là cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nắm vững pháp luật của cán bộ công chức cũng như các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thì cần phải được nâng cao hơn nữa. Việt Nam mình thì các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chỉ biết làm hết mình có thể. Tuy nhiên cái làm hết mình như vậy nhiều lúc cũng phải vướng vào rất nhiều cái mà khó khăn trên thị trường, đặc biệt là khi chúng ta gia nhập, khi chúng ta vươn ra thị trường thế giới thì chúng tôi rất muốn là cái vai trò, đặc biệt là vai trò của VCCI là người đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, là cố gắng làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những tranh chấp hoặc là đưa ra những cái định hướng tốt nhất để doanh nghiệp mà khi mà tham gia thị trường thế giới thì có những cái an toàn, những mức an toàn nhất có thể. Rõ ràng để khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải thì việc xây dựng khung pháp lý cho hòa giải được coi là quan trọng nhất trong cải thiện việc sử dụng hòa giải ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động hòa giải phải được tổ chức với các chuẩn mực chuyên môn cao, đảm bảo về khả thi, thi hành và bảo mật thông tin. Việc làm cần thiết hiện nay là sớm thông qua dự thảo nghị định về hòa giải thương mại.
Nghị định này, khi được ban hành, sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển dịch vụ hòa giải thương mại với tư cách là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại độc lập, tạo hành lang pháp lý thống nhất trong việc khuyến khích các bên chấp nhận sử dụng dịch vụ hòa giải. Đồng thời, việc ban hành nghị định sẽ góp phần thể chế hóa cam kết của Việt Nam trong WTO đối với lĩnh vực dịch vụ hòa giải và trọng tài thương mại. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Câu hỏi của khán giả Phạm Bá Thắng ở Ninh Bình ạ. Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Điều lệ tại công ty của tôi nêu rõ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty là vừa có hội đồng thành viên, lại vừa có cả chủ tịch công ty, tổng giám đốc. Vậy công ty tôi có bắt buộc phải sửa đổi lại điều lệ cho phù hợp với quy định trong điều 78 của luật doanh nghiệp 2014 hay không? Mời luật sư trả lời câu hỏi ạ. Ở đây câu hỏi của bạn là có một chút nhầm lẫn một chút. Bởi vì đã là công ty trách nhiệm một thành viên thì có hai loại hình. Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà do tổ chức làm chủ sở hữu. Và loại hình thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu. Như vậy là tương ứng với mỗi loại hình này thì theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 ấy, thì nó sẽ phân biệt ra để cho mức. Nếu trong trường hợp mà là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì bắt buộc phải có hội đồng thành viên, có tổng giám đốc hoặc là giám đốc và có ban thành kiểm sát viên, kiểm soát viên. Còn đối với cá nhân thì khi đó là có chủ tịch hội đồng, chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên. Như vậy là ở đây chắc là ý câu hỏi của bạn này là gì? Là công ty không thể có hai chức danh khi mà luật của doanh nghiệp năm 2005 quy định như vậy. Do vậy mà đối với trường hợp này thì bây giờ theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 thì mô hình tổ chức đó thì có thể doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai mô hình. Mô hình một là hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty và kiểm soát viên. Hai là chủ tịch công ty, giám đốc hoặc là kiểm soát viên. Như vậy là trong trường hợp này thì đối với công ty mặc dù hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 nhưng theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 thì không bắt buộc phải cơ cấu tổ chức lại. Tuy nhiên là vì cái chức danh của bạn hỏi không rõ ràng, nó dẫn đến sự nhầm lẫn. Do vậy bạn cần phải tuân thủ là đối với mô hình đó thì phải cần tuân thủ theo điều 78 của luật doanh nghiệp năm 2014 là lựa chọn một trong hai mô hình theo cơ cấu tổ chức mà tương ứng với cái loại hình doanh nghiệp mà tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Hoàng Trung Dũng tại Nam Định ạ. Tôi có mở một công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ yếu để kinh doanh dịch vụ Internet. Doanh thu chỉ phát sinh từ việc kinh doanh Internet, không có hóa đơn đầu ra đầu vào. Vậy mỗi tháng hay mỗi quý tôi cần phải báo cáo gì cho cơ quan thuế? Vì không có hóa đơn đầu vào nên tôi phải xác định chi phí với cơ quan thuế như thế nào để báo cáo ạ? Xin cảm ơn luật sư. Ở đây đối với trường hợp bạn hỏi thì có thể đây là một cái loại hình doanh nghiệp rất là nhỏ. Cho nên bạn thấy rằng là cứ hoạt động kinh doanh mà không phải xuất hóa đơn gì. Thực tế đối với doanh nghiệp là khi hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet thì nó có hóa đơn. Chẳng qua các bạn không để ý. Thứ nhất là hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra. Hóa đơn đầu vào đó là gì? Bởi vì khi anh sử dụng dịch vụ Internet thì phải có nhà cung cấp. Tức là nhà cung cấp đó người ta thu tiền của mình thì mình phải trả cho người ta. Thì cái dầu đầu vào đó đấy chính là hóa đơn đầu vào. Hay là ví dụ như là để mà mở cửa hàng Internet thì chúng ta phải đi thuê nhà. Thì các cái hóa đơn, các cái tài chính mà liên quan đó, đấy cũng chính là hoạt động đầu vào chúng ta. Còn đầu ra đó gì? Đầu ra là chính là những người người ta đến để thuê của chúng ta. Tức là đầu vào đó thì có thể là khách hàng lẻ, cũng có thể là khách hàng thường xuyên. Thì trong trường hợp mà các khách lẻ đó thì nó có thể chúng ta lập bảng kê giống kiểu như là những trường hợp là có thể người ta hàng một ngày có thể hàng trăm khách tham gia vào cái hoạt động dịch vụ Internet đó, khai thác đó. Và mỗi một khách đó có thể là 500, 1 triệu hoặc gì. Thì có, nếu trong trường hợp không xuất hóa đơn của từng trường hợp thì khi đó chúng ta gộp lại, chúng ta gộp, ta gom thành danh mục để khi đó chúng ta xuất hóa đơn một lần thì nó hoàn toàn có hóa đơn đầu vào và đầu ra. Đấy là đối với một loại tất cả một hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Còn hoạt động kê khai thì dù có phát sinh hay không phát sinh, nếu doanh nghiệp đó không tạm dừng hoạt động thì khi đó theo quy định của luật thuế và các quy định pháp luật liên quan thì doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm kê khai. Dù kể cả là đều bằng không hết nhưng mà vẫn phải kê khai, có thể là kê khai theo tháng hoặc theo quý được xác lập giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế. Mục tư vấn pháp luật cũng đã kết thúc chuyên đề luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại địa chỉ website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các chương trình tuần sau.